Chào mừng các bạn đến với Thế giới cổ đại. Có một vị đại sư Phật giáo ở thời nhà Đường của Trung Quốc đã tu luyện đến mức thần thông. Ông có thể khiến sao bắt đầu biến mất trong một nốt nhạc. Cũng có người nói, ông sở hữu một loại công nghệ tiên tiến cổ đại có thể dự báo các hiện tượng thiên văn một cách chính xác. Vậy, thực hư câu chuyện đó như thế nào? Người đàn ông được nhắc đến có thực sự tồn tại hay không? Hãy cùng Thế giới cổ đại tìm kiếm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Tại Hà Nam, Trung Quốc có một thị trấn nhỏ gọi là Cáo Thành, thời Đường gọi là Dương Thành. Nơi đây có một di chỉ kiến trúc cổ đại trông rất kỳ lạ, tên học thuật của nó là Khuê Biểu, nhưng người địa phương quen gọi nó là Chu Công Trắc Cảnh Đài. Khuê Biểu cấu tạo như sau, một cột dựng đứng gọi là Biểu, còn mặt phẳng ngang chỉ về hướng Bắc gọi là Khuê. Tác dụng của Khuê Biểu là thông qua đo độ dài của bóng mặt trời để chia ra mùa, tiết khí và suy tính lịch pháp. Suy tính lịch pháp như thế nào? Ví dụ như, người quan sát vào ngày chính ngọ, ngày xuân phân của năm thứ nhất đánh dấu vị trí bóng mặt trời trên thước đo. Sau đó, vào chính ngọ một ngày nào đó năm thứ hai, nếu quan sát được bóng mặt trời rơi vào vị trí đánh dấu xuân phân năm ngoái thì anh ta biết rằng xuân phân đã đến rồi. Phương pháp đo lường này gọi là Khuê Biểu Trắc Ảnh. Khuê biểu này là một trong những khuê biểu chính xác nhất thời Thịnh Đường. Hơn nữa, nó còn là một trong những di vật đo đạc thiên văn quy mô lớn của Trung Quốc, thậm chí là của thế giới vào thời điểm đó. Công cụ này do Nhất Hạnh, một nhà thiên văn học lỗi lạc triều Đường chế tác. Cái tên nghe có vẻ lạ, Nhất Hạnh không giống cái tên người bình thường, nó giống tên của một nhà sư hơn. Bởi vì ông không chỉ là nhà thiên văn học mà còn là ông tổ đời thứ 8 của Chân Ngôn Tông của Đông Mật, Nhật Bản, tước vị cao tăng chân chính được Mật Tông quán đỉnh. Nhất Hạnh không phải tên gốc của ông mà là pháp hiệu. Năm 683, tại Xương Lạc, Ngụy Châu, tức huyện Nam Lạc, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay, một bé trai kháu khỉnh đã chào đời. Cha mẹ cậu rất vui mừng, đặt cho cậu cái tên là Trương Toại. Cha Trương Toại là viên quan nhỏ, là huyện trưởng huyện Võ Công, nhưng ông cụ tàng tổ của Trương Toại là một người nổi tiếng, đó là Trương Công Cẩn, một trong 24 công thần được vẽ chân dung ở Lăng Yên Các. Hai công hiến lớn của Trương Công Cẩn đối với đế quốc Đại Đường được sử sách ghi lại như sau. Thứ nhất, trước biến cố Huyền Vũ Môn vào tháng 6 năm Vũ Đức thứ 9 đời Đường Cao Tổ, tức tháng 7 năm 626 dương lịch, khi Tần Vương Lý Thế Dân vẫn còn do dự chưa quyết định việc khởi binh, ông đã thuyết phục Lý Thế Dân khởi binh. Sau đó, vào lúc nguy cấp ở Huyền Vũ Môn, ông lại dựa vào thần lực trời ban, một mình ông đã đóng cổng Huyền Vũ Môn, ngăn quân địch mạnh ở bên ngoài cổng thành, đảm bảo sự an toàn cho Lý Thế Dân. Do đó, sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Thế Dân đã ghi đại công cho ông. Công hiến thứ hai của Trương Công Cẩn là 3 năm sau biến cố Huyền Vũ Môn, là người trí dũng song toàn. Ông đã hiến kế cho Đường Thái Tông tấn công Đông Đột Quyết. Ông nắm bắt thời cơ xuất binh vừa vặn đúng lúc, phán đoán tình thế chính xác. Sau khi Thái Tông phê chuẩn xuất binh, quân Đường chỉ một trận đã tiêu diệt đế quốc Đông Đột Quyết. Vì hai đại công này, Thái Tông phong cho ông là Châu Quốc Công, được vẽ chân dung ở Lăng Yên Các. Mấy người con trai của Trương Công Cẩn đều bị giáng chức quan ở thời Võ Tắc Thiên, từ trung ương giáng xuống địa phương. Đến đời thứ ba, tức đời phụ thân của Trương Toại, thì gia cảnh đã tụt xuống bậc trung rồi. Trời có gió mây bất trắc, gia tộc này bị ách vận liên tiếp. Trương Toại khi còn đang ở tuổi thơ ấu thì cha mẹ đều qua đời. Một người hàng xóm thiện tâm là cô Vương rất thích Trương Toại và luôn tiếp tế cho nhà họ Trương. Do đó, Trương Toại sống cuộc sống không phải là đại phú quý, nhưng tuổi thơ của ông cũng không phải lo cái ăn cái mặc. Trương Toại đọc nhiều thi thư, cộng thêm thiên tư thông minh dĩ ngộ, tuổi còn nhỏ mà danh tiếng đã lan xa, được Võ Tam Tư, cháu trai của Võ Tắc Thiên, để ý, muốn thu nạp Trương Toại dưới trướng làm mưu sĩ cho ông ta. Nhưng tổ tiên của Trương Toại luôn dốc lòng trung thành với hoàng thất Lý Đường, nên Trương Toại không muốn phục vụ gia tộc họ Võ, nhưng lại không dám cự tuyệt. Thế là Trương Toại đành phải rời nhà ra đi. Trương Toại đến núi Tung Sơn, tu hành Phật môn với Đại sư Phổ Tịch. Ở trong chùa, sau một thời gian tu hành, Trương Toại lĩnh ngộ rất nhanh. Sư phụ Phổ Tịch nhận thấy ông đã tu hành xong Nhất Hành Tam Muội, nên đặt pháp danh cho ông là Nhất Hạnh. Nhất Hành Tam Muội là một thuật ngữ Phật giáo, có xuất xứ từ Văn Thù Sư Lợi, Sở Thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Ý nghĩa là, người tu hành trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể bảo trì được tâm thái thanh tịnh và từ bi.
Một ngày nọ, đại sư Phổ Tịch mở hội tiệc trai trong chùa, mời tăng lữ các nơi và cũng mời một học giả tên là Lư Hồng viết một bài văn để ca tụng thỉnh hội này. Nhận được sự ủy thác này, Lư Hồng ở nhà tra cứu điển tịch cổ, viện dẫn các kinh điển, bỏ ra thời gian mấy ngày trời viết bài văn mấy nghìn chữ phóng khoáng, hoàn thành bài văn. Ông xem đi xem lại, vui mừng lắm, tự thấy rất hài lòng, thế là đắc ý mãn nguyện đem bài văn đến dự hội đúng giờ. Bài văn này dài, lại có nhiều chữ lạ, ít sử dụng, cần tìm một hòa thượng có học vấn để ông dạy hòa thượng đọc thì mới tránh mắc lỗi, mới không bị thành trò cười. Phổ Tịch liền gọi Nhất Hạnh đến, cầm bài văn lên, nhìn qua một lượt rồi đặt lại lên bàn, cũng không xem nữa và cũng không hỏi han gì. Lư Hồng trong tâm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, lão hòa thượng này thu nhận đệ tử kiểu gì, không hiểu lại tỏ vẻ là đã hiểu, tư chất kém quá. Một lúc sau, tăng lữ các nơi đã đến đầy đủ, mọi người ngồi với nhau chuẩn bị mở tiệc chay. Trước khi khai tiệc, cần phải đọc diễn văn. Chỉ thấy Nhất Hạnh lặng lẽ vững chãi bước đến trước mặt tăng chúng, cất giọng lớn đọc thuộc bài văn của Lư Hồng, giọng đọc du dương, trầm bổng, khúc chiết, không sai một chữ, khiến Lư Hồng kinh ngạc, há miệng tròn mắt nhìn, không nói nên lời. Thì ra, người nông cạn chính là mình. Lư Hồng liền quay người sang nói với Phổ Tịch rằng, vị đệ tử này quá xuất sắc, ngài không thể dạy được, ngài nên để anh ta đi du học đi. Năm khai nguyên thứ tư, đời Đường Huyền Tông, tức năm 716, Nhất Hạnh được tổ sư Đường Mật là đại sư Thiện Vô Úy Quán Đỉnh. Nhất Hạnh giúp đại sư phiên dịch Đại Nhật Kinh. 4 năm sau, Nhất Hạnh lại được một vị đại sư Đường Mật khác là Kim Cương Chí Quán Đỉnh và trở thành một cao tăng nổi danh khắp thiên hạ. Năm 721, Đường Huyền Tông quyết định hiệu đính lịch pháp. Tại sao phải hiệu đính? Bởi vì lịch pháp được sử dụng khi đó, kết quả suy tính ra có sai biệt khá lớn so với kết quả quan trắc thực của Thiên Văn Đài. Nói cách khác, đó là lịch pháp đã không còn chính xác nữa. Ở phần đầu, chúng ta đã nói về người xưa dùng khuê biểu đo chiều dài của bóng mặt trời lúc chính ngọ, dựa vào số liệu này để chia ra mùa, tiết khí và suy diễn lịch pháp. Tuy nhiên, triều Hán có một nhà thiên văn là Lạc Hạ Hoàng đã phát hiện ra rằng phương pháp đo đạc tính toán này có một khuyết điểm. Bởi vì thời khắc chính ngọ, các địa phương có vĩ độ khác nhau thì chiều dài bóng mặt trời cũng khác nhau. Dần dà, tiết khí các địa phương trở nên khác nhau. Vì vậy, để giải quyết sai số do vĩ độ khác nhau gây ra, Lạc Hạ Hoàng đã đưa ra biện pháp giải quyết trong Thái Sơ Lịch do ông sáng tạo ra, đó là đặt ra một tiêu chuẩn để hiệu chỉnh sai số. Trên cùng một đường tí ngọ, tức trên cùng một kinh tuyến, các địa phương ở vĩ độ khác nhau, hai điểm cách nhau theo đường thẳng 1.000 dặm, thì độ dài bóng năng mà khuê biểu đo được ở thời điểm chính ngọ sẽ lệch nhau một tấc. Đây chính là cái gọi là bóng mặt trời cứ 1.000 dặm sai lệch một tấc. Dùng tiêu chuẩn này để hiệu chuẩn sự khác biệt, đảm bảo mùa và tiết khí ở các địa phương thống nhất về mặt thời gian. Vào thời Đường, 1 dặm là 443m. Phương pháp tính toán này được sử dụng từ thời Hán cho đến tận thời Đường Huyền Tông. Thế nhưng, bản thân Thái Sơ Lịch cũng có vấn đề, tức là cứ 800 năm sẽ có sai số một ngày. Sai số này là do sai số của phương pháp đo lường và phương pháp tính toán. Nhưng về sai số này, Lạc Hạ Hoàng cũng bó tay bất lực, nhưng ông cũng đưa ra lời tiên tri rằng 800 năm sau sẽ có một vị thánh nhân có thể giải quyết được vấn đề này. Lịch pháp không chính xác thì đó là vấn đề rất lớn rồi. Nó sẽ làm rối loạn cuộc sống thường nhật và phong tục tập quán của nhân loại. Ví dụ, ngày lễ Tết, các hoạt động cúng tế và kỷ niệm đều được sắp đặt căn cứ theo lịch pháp. Nếu lịch pháp sai thì các hoạt động sẽ diễn ra sai ngày. Ngoài ra, thiết kế lịch pháp thường thống nhất với các sự kiện thiên văn lớn. Ví như các hiện tượng thiên văn đông chí, hạ chí, xuân phân, thu phân, nhật thực, nguyệt thực. Nếu lịch pháp không chính xác thì thời gian của tất cả những sự kiện này đều sai, sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và thờ cúng. Thế thì vấn đề rất lớn rồi. Do đó, Đường Huyền Tông muốn hiệu chỉnh lịch pháp. Thực ra, việc này không phải là trước đó chưa có ai làm thử. Cao nhân thời Sơ Đường là Lý Thuần Phong với danh hiệu Thánh Nhân, cho rằng mình ứng với lời tiên tri đó nên đã tự khích lệ mình dốc sức cố gắng, đã sáng tạo ra Lân Đức Lịch vào thời Đường Cao Tông, tức là chỉ mới 50 năm trước khi Huyền Tông muốn hiệu chỉnh lịch pháp. Phương pháp tính toán của lịch pháp này lại hiển thị ra sai số với đo thực tế. Huyền Tông không còn cách nào khác đành phải mời các bậc cao minh đến hiệu đính lịch pháp, nhưng cụ thể làm thế nào thì không ai biết. Lúc này, Tể tướng Trương Thuyết tiến cử một người với Huyền Tông, đó chính là cao tăng Nhất Hạnh. Đường Huyền Tông lập tức triệu kiến Nhất Hạnh.
Huyền Tông hỏi rất khách sáo rằng: "Đại sư, ngài có những sở trường nào vượt trội hơn người?" Nhất Hạnh mỉm cười trả lời rằng: "Bần tăng cũng không có tài gì, chỉ là trí nhớ tốt chút thôi." Huyền Tâm trong tâm nghi hoặc: "Trí nhớ tốt thì đâu tính là bản sự gì?" Tuy nhiên cũng không nỡ lập tức đuổi đi, vậy kiểm tra xem thế nào. Huyền Tông cho người đem sổ sách, ghi chép tên các quan chức, nhân viên làm việc trong hoàng cung ra để kiểm tra Nhất Hạnh. Thái giám bê ra một chồng sổ sách cao ngút, Nhất Hạnh tiện tay lấy ra một quyển, rất nhanh chóng lật xong cả quyển rồi chuyển cho Huyền Tông và bắt đầu đọc tên trong sổ sách. Huyền Tông nhìn vào sổ theo dõi, quả nhiên không sai một chữ. Huyền Tông kiểm tra liền mấy quyển sổ sách, Nhất Hạnh đều trả lời trôi chảy, tất cả đều ghi nhớ hết, không sai một chữ, khiến Huyền Tông kinh ngạc, không nói nên lời, tâm phục khẩu phục, liền từ bảo tọa bước xuống hành lễ với Nhất Hạnh và nói: "Ngài đâu phải là trí nhớ tốt một chút, ngài quả là thần nhân." Từ đó, Huyền Tông gọi Nhất Hạnh là thánh nhân. Sau đó, Nhất Hạnh bước vào làm việc Hỗn Thiên Tự, cũng chính là Bộ Thiên Văn. Một thời gian không lâu sau, Trường An gặp đại nạn, Huyền Tông nghĩ, vừa may Nhất Hạnh hiệu xưng là Cao Tăng, vậy xem pháp lực của ông ấy như thế nào. Thế là Huyền Tông hạ chỉ thỉnh Nhất Hạnh cầu mưa. Nhận được lệnh vua, Nhất Hạnh cũng không lo lắng, chỉ đưa ra một yêu cầu là tìm một đồ vật có hình rồng ở trong hoàng cung thì cầu mưa mới thành công. Huyền Tông sai quan nội thị đưa Nhất Hạnh vào kho nội phủ tìm kiếm, tìm mấy ngày liền đều không có. Tình hình hạn hán của Trường An ngày càng nghiêm trọng, Huyền Tông lòng dạ rối bời, không yên thầm nghĩ, phải chăng Nhất Hạnh không đủ pháp lực nên mượn cớ thoái thác. Lại thêm 2 ngày nữa, Nhất Hạnh tìm được một tấm gương đồng cổ có hình một con rồng cuộn, bèn nói với Huyền Tông rằng: "Đã tìm được rồi, chính là nó, đó là một con rồng thật." Huyền Tông nghe xong bán tín bán nghi, bèn sai Nhất Hạnh hãy đi thử. Nhất Hạnh đem theo chiếc gương cổ đi lập đàn cầu mưa, quả nhiên lập tức có hiệu quả. Ngày hôm sau, thành Trường An mưa như chút nước, hạn hán đã được giải quyết. Từ đó, Huyền Tông càng khâm phục và nghe theo lời Nhất Hạnh. Một ngày nọ, nhân viên tiếp đãi vào gặp Nhất Hạnh và nói: "Đại sư, có một cụ bà muốn gặp ngài, nói rằng có việc vô cùng quan trọng." Nhất Hạnh bước ra ngoài xem, thì ra chính là cô vương năm xưa, người đã giúp đỡ ông thời thơ ấu. Nhất Hạnh vô cùng vui mừng, vội vàng mời bà vương ngồi xuống, hàn huyên thăm hỏi. Bà vương gặp Nhất Hạnh, chưa kịp mở miệng mà mắt đã rưng rưng, chỉ thiếu chút nữa là khóc òa lên. Thì ra, con trai của bà vương phạm tử tội, đã bị tống vào tử tù, sẽ rất nhanh chóng bị hành hình. Khi trò chuyện ở đầu đường cuối phố, bà vương biết được rằng Trương Toại, cậu bé mà bà giúp đỡ năm xưa, nay là người có thể nói chuyện trước hoàng đế, chính là đại sư Nhất Hạnh. Bà vương mong muốn Nhất Hạnh có thể nói giúp với hoàng đế giảm hình phạt cho con trai bà, ít nhất là không bị chặt đầu. Lời thỉnh cầu này khiến Nhất Hạnh rất khó xử. Một mặt, ông thấy mình không nên can dự vào pháp luật. Mặt khác, ông lại muốn báo đáp ân đức của bà vương. Ông suy nghĩ mãi, cuối cùng nói: "Tôi luôn rất muốn báo đáp ân đức của bà. Tôi có thể tặng bà của cải gấp 10 lần, nhưng tôi thực sự không thể can dự việc chấp pháp của hoàng đế." Bà vương nổi giận, đập bàn đứng lên, chỉ vào Nhất Hạnh mà nói: "Coi như ta không quen biết người." Nói rồi, bà vương quay người ra đi. Nhất Hạnh vội vàng đi theo, không ngừng xin lỗi. Bà vương vẫn không thèm để ý đến, tức giận đùng đùng, không quay đầu lại, cứ thế ra về. Nhất Hạnh than thở một hồi, một mình trở về Hỗn Thiên Tự rồi ngồi xuống trầm tư suy nghĩ rất lâu. Sau đó, ông gọi mấy người hầu tin cậy lại, ghé tai họ căn dặn điều gì đó quan trọng. Mọi người nghe rõ rồi, bèn chia nhau hành động. Ở một góc thành Trường An có một cái vườn hoang, không có ai đến và cũng không có ai chú ý. Một ngày nọ, vào lúc chập tối, khi trăng vừa mới nhô lên trên, không có sao, chợt thấy một bầy động vật giống như lợn xông vào vườn hoang và bị những người mai phục ở đó dùng lưới bắt được tất cả. Sau đó, họ bỏ những con động vật này vào trong những cái bao và lặng lẽ vận chuyển đến Hỗn Thiên Tự. Nhất Hạnh đang chờ họ, đếm tổng cộng 7 cái bao. Ông liền bảo những người hầu bỏ một cái vào vại lớn và đậy nắp gỗ lên, rồi dùng bùn lục nhất phong kín miệng vại. Bùn lục nhất là loại bùn mà đạo gia dùng để phong kín lò luyện đan. Sau đó, Nhất Hạnh lấy bút chấm chu sa, viết hơn chục chữ phạn trên giả niêm phong rồi dán lên miệng vại. Sáng sớm hôm sau, Huyền Tông vội vàng sai người triệu kiến Nhất Hạnh. Vừa gặp, Huyền Tông liền nói: "Vừa rồi quan chức đứng đầu Bộ Thiên Văn đến báo cáo rằng, đêm qua, 7 ngôi sao bắc đầu tự nhiên không xuất hiện. Đây có phải là điềm báo đại hung gì không?" Nhất Hạnh cúi người, chậm rãi nói: "Thời Bắc Ngụy, sao hỏa đã từng biến mất.
Ngày nay, ngay cả Bắc Đầu cũng biến mất. Đây là việc từ cổ xưa đến nay chưa từng có. Đây là Thượng Thiên nghiêm khắc cảnh cáo bệ hạ. Huyền Tông bỗng trở nên căng thẳng, Nhất Hạnh nói tiếp. Bệ hạ chỉ có dùng đại ân đại đức phổ tế xã hội thì mới có thể tiêu tai giải hạn. Những việc có thể cảm động Thượng Thiên như thu gom an táng hài cốt người chết không có ai chôn, phóng thích tù nhân. Nhất Hạnh nói một loạt các việc, cuối cùng ông kiến nghị. Hoàng thượng, ngài hãy đại xá thiên hạ đi. Huyền Tông ngay trong tâm nghĩ, ngay cả Cao Tăng cũng nói thế này, vậy hãy làm việc này thôi. Huyền Tông ngay lập tức ban chiếu thư đại xá thiên hạ. Chiếu thư vừa ban ra, tối hôm đó, quan thái sử liền vào cung báo cáo rằng một ngôi sao trong số 7 ngôi sao Bắc Đầu đã xuất hiện trở lại rồi. Nét mặt Huyền Tông vui mừng, cho rằng Nhất Hạnh quả là cao nhân, đã chỉ cho ông con đường chính xác. Cuộc đại xá thiên hạ kéo dài 7 ngày liền, cứ mỗi ngày lại xuất hiện một ngôi sao. Đến ngày thứ 7 thì tất cả 7 ngôi sao Bắc Đầu đã xuất hiện trở lại trên bầu trời. Huyền Tông thở phào nhẹ nhõm, còn phía bên kia, con trai của bá vương cũng vui mừng sung sướng trở về nhà. Câu chuyện kỳ lạ, Nhất Hạnh bắt giữ 7 sao Bắc Đầu này được ghi chép trong sách Dậu Dương Tạp Trở và Tống Cao Tăng Truyện. Để lý giải tại sao Nhất Hạnh làm được điều thần kỳ trên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo. Sau khi làm phép báo ân, Nhất Hạnh chuyên tâm dốc lòng bắt đầu công việc đo đạc thiên văn. Ông cho rằng sai số hiệu chỉnh của lịch pháp trước kia là bóng mặt trời cứ 1.000 dặm sai lệch một tấc, không còn đúng nữa. Con số này chỉ là suy tính. Xưa nay chưa có ai đo lường thực tế nghiệm chứng, do đó đo lường thực tế để giải quyết vấn đề này là cách tốt nhất. Lãnh thổ Đại Đường rộng lớn, rất phù hợp cho việc đo đạc thực tế này. Thế là ông chỉ huy đội ngũ từ Nam đến Bắc xây dựng 10 điểm quan trắc, bắt đầu từ Lâm ấp, quốc gia Champa cổ, tức từ Quảng Bình đến Quảng Nam Việt Nam hiện nay, một mạch cho đến điểm cực Bắc là hồ Baikal ở Siberia thuộc nước Nga ngày nay, với chiều dài theo đường chim bay khoảng 5.000 km, trải dài 35 vĩ độ từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 52. Mỗi điểm quan trắc đều xây dựng một khuê biểu tiêu chuẩn cao hơn 2 mét, chủ yếu đo vào ngày chính ngọ, ngày hạ chí và đông chí. Ngày hạ chí, bóng mặt trời ngắn nhất, còn ngày đông chí thì bóng mặt trời dài nhất. Công tác đo lường tiến hành 4 năm, quốc lực hùng cường của Đại Đường đảm bảo công việc được tiến hành thuận lợi. Các nhà thiên văn học đã đo đạc chính xác ở các thành phố cũng như nơi xa xôi, hẻo lánh. Việc đo đạc và tính toán của Nhất Hạnh dùng kiến thức lượng giác thông qua chiều dài bóng mặt trời đo được và chiều cao của trụ khuê biểu đã biết, tính ra được góc chiếu xạ của mặt trời và vị trí vĩ độ của khuê biểu. Làm thế nào mà Nhất Hạnh lại biết được những tri thức này? Nhà thiên văn học người Pháp Jean-Marc Bonnet Biddle nghiên cứu và suy đoán rằng Nhất Hạnh đã sử dụng tri thức lượng giác có khởi nguồn từ Ấn Độ. Vào thời Đường, những tri thức này thông qua giao lưu tôn giáo và văn hóa đã lưu truyền vào Trung Nguyên rồi. Bonnet Biddle nhận thấy rằng sách Khai Nguyên Chiêm Kinh thời Đường Huyền Tông đã xuất hiện các biểu thức hàm số lượng giác mà tác giả của bộ sách này chính là học giả Ấn Độ Cù Đàm Tất Đạt. Nhất Hạnh làm việc ngày đêm 4 năm trời đã lật đổ thuyết bóng mặt trời cứ 1.000 dặm sai lệch một tấc. Kết quả ông đo lường được là bóng mặt trời sai một tấc đối ứng với khoảng cách thực tế là 250 dặm, tức là 110 km ngày nay. Đương thời, kết quả này đã lật đổ số liệu lịch pháp 800 năm qua. Đương nhiên, độ chính xác không thể nào sánh được với kết quả phép đo lường sau này vì nó vẫn còn có sai số khá lớn. Ví dụ, cuối thế kỷ 18, kết quả đo lường của các nhà khoa học Pháp là bóng mặt trời sai lệch một tấc tương ứng với khoảng cách 79 km. Nhưng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 18, trong 1.000 năm, kết quả đo của Nhất Hạnh vẫn là chính xác nhất. Sau đó, Nhất Hạnh dựa vào kết quả đo đạc này dùng kiến thức lượng giác từ trên một đường kinh tuyến, tính toán ra số liệu ở nhiều địa điểm hơn nữa. Không lâu sau khi hoàn thành công việc chủ yếu trong việc hiệu chỉnh lịch pháp này, Nhất Hạnh quay trở về chùa ở núi Tung Sơn, tiếp tục tu hành ở chỗ thiền sư Phổ Tịch. Các công việc còn lại do Bộ Thiên Văn hoàn thành. Họ dùng số liệu của Nhất Hạnh và phương pháp tính toán của ông đã hiệu chỉnh lịch pháp cũ. Sau đó, ban hành lịch mới là Đại Diễn Lịch vào năm 727. Thời điểm này hoàn toàn trùng khớp với tiên tri của Lạc Hạ Hoàng thời Hán. 800 năm sau, thánh nhân xuất hiện hiệu chỉnh lịch. Vào năm Đại Diễn Lịch chính thức ban hành, Nhất Hạnh cũng mỉm cười viên tịch. Có thể nói, ông chính là cao tăng khoa học kỹ thuật cực hiếm có trong lịch sử Phật giáo. Có thể nói, với kiến thức uyên bác về thiên văn học,
Không khó để Đại sư Nhất Hạnh dự đoán thời điểm nào trong sắp bắt đầu sáng hay tắt. Vì thế, Đường Huyền Tông đã bị ăn một cú lừa ngoạn mục. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Đừng quên để lại ý kiến và quan điểm của mình ở bên dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.